thí sinh số danh 09 đang đến với phần thi của mình, đó chính là thí sinh Nguyễn Đặng Thu An. Thu An sinh năm 2012, thích múa hát và đi biển, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Món ăn yêu thích của Thu An đó chính là bún riêu. Ước mơ cháy bỏng của Thu An là được trở thành hoa hậu, và ngoài ra cô còn mong muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp trong tương lai.